2024 của đội văn nghệ bản Kho Lóng. Một lần nữa, thay mặt cho đội văn nghệ bản Kho Lóng, xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể quý khán giả hạnh phúc, nhiều nhiều niềm vui. Chúc ngày hội hoa đào xã Lóng Luông năm 2024 thành công tuyệt vời. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, và phần thi đến từ đội thi bản Kho Lóng đã khép lại trong các chuỗi sự kiện phần thi văn nghệ của chúng trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho ngày hội hoa đào xã Lóng Luông năm 2024 thành công, tốt đẹp.